Ủa cô ba ơi, ở nhà mình cúng kiến đồ làm sao? Con là sau này con mới về đây, con đâu có biết được là ở nhà mình À, cúng để kiến sao cô ba. cô ba nói cho con nghe, với lại kể cho quý vị nghe câu chuyện này nè. Hồi mà em còn con gái, hồi đó em cũng, đúng rồi, hồi đó em nhớ em cũng 19 tuổi rồi. Xong đàng hoàng cái má em mới nói vậy nè: "Thôi con, bây giờ đây để má má nói cho con nghe. À, bây giờ con ra chợ đi, con ra chợ con mua bánh con ngựa đó con, đặng về cúng. Mà em thì má em kêu em đi thì em đi, chứ em không biết mua bánh ngựa mà cúng cái gì nữa, em không biết thiệt. Đi với bà chị dâu em." Cái kể vui quý vị nghe, đi xong đàng hoàng quý vị biết không, tới xí nghiệp cái màu đó nó thiệt quý vị, mà ham lắm quý vị, nghe mà ca hát hoặc văn nghệ rồi nó thiệt, làm như có cái máu quý vị. Không Cảnh ghé đẹp không quá, cho con chụp hình cái nha. Cười. Giờ qua kể tiếp đi. cái quý vị biết sao không, làm như cái máu văn nghệ quý vị. Cái xong cái nói bà chị dâu em nói: "Thôi bây giờ chị hai, hai chị em mình đi vô trong xí nghiệp nghe ca quý vị." Cái nghe ca hát rồi xong đàng hoàng nói thì quý vị, lúc đó đi cũng không ai về, chắc cũng cỡ 11 12 giờ gì quý vị, cũng bây giờ lắm. Cái tội nghiệp má em á, bà kêu nó là mua bánh ngựa gì cúng đi con. Mà lúc đó không phải nói với hai chị em gì là má em ngủ rồi. Cái giờ đây thấy em thì hồi đó nó nào ngay đi qua hát, lúc trước cũng hồi đó còn nhỏ cũng vậy đó quý vị. Tao nói đi qua hát mà nghe nói nó thiệt, gánh hát nào mà 5 ngày đi về, nếu mà 5 đêm là em đi coi đủ 5 đêm. Thích Hát lắm đó quý là vị. hát cải lương hay Cải là hát cái lương, gì của ba? cải lương dù có nào ngay cải lương, như thí dụ bữa nay nó tuần này mai tuần kia quý vị. Rồi giới thiệu chiều mà giới thiệu cái nghe nôn nao quá quý vị. Cái nói em nói vậy nè: "Thôi ngày mai này em không đi đâu." Cái em nói như vậy chứ mà em cũng đi tiếp nữa. Nó không đi là không có chịu nổi tôi quý vị biết không. Hồi đó mà kiểu như vô chổng mà coi cái chim tày thiên đó quý vị. Nó nói em không lẽ ức sức em coi sáng đêm luôn quý vị. Mà em không Hồi thích. đó ai cũng mê phim tài thiên, Ừ, phim tài nhớ ông thiên nội đó. kêu ba bốn kêu Đúng xem rồi. ba bốn lần luôn. Đó, cái em thích quá. Cái mà giờ nó thì quý vị không lẽ chiếu mà sáng đêm em cũng vẫn coi nữa. Còn bây giờ nó thì quý vị biết sao không? Bây giờ nói nào ngay làm, đôi khi quý vị biết sao không, thương em. Làm những cái công chuyện nó quý vị nhiều quá, đôi khi em mệt mỏi quá. Cái thời gian em nghỉ ngơi, có khi em nghỉ thì cũng ít, mà em làm thì nhiều. Bởi vậy em nói thiệt, càng ngày như lớn tuổi quý vị thì sức khỏe mình cũng đâu có bằng hồi mình còn con gái quý vị. Nói thiệt quý vị, anh ta đâu có, người ta đâu có cực. Còn em thì em cực, em khổ. Em cực thì em không có nói, mà em khổ tâm lắm. Đôi khi em nằm nửa đêm với thiệt quý vị, em nằm mà em không ngủ được. Mà hồi đó em, con của em còn nhỏ hả, em nói thiệt chứ em lẽ tâm sự với ai, con mình còn nhỏ mình đâu có tâm sự được cái chuyện gì với con mình. Bởi vì nó thấy người ta sao gia vợ chồng ta hạnh phúc đó quý vị, còn em sao em không có được hạnh phúc quý vị. Ồ vậy hồi xưa là cô ba lấy chồng sao, từ từ mấy tuổi, với lại trước khi lấy chồng là có mối tình nào không? Có thì hồi đó cô ba cũng có mối tình nhiều lắm, nhiều mối tình, nhưng mà cô ba đâu có yêu ai, cô ba chỉ yêu một người đó, yêu một người này là mà yêu yêu thiệt, yêu đậm đà luôn á, mà người ta cũng yêu cô ba đậm đà nữa. Dạ, mà cô ba có nói cái ông bác tài xế đó là ông tới trễ hết 2 ngày hay có, 3 ngày có vậy đó đó hả? hồi đó mới nói là cô ba mới nói là bây giờ nào ngay anh ơi, anh thông cảm cho em, tại vì áo mặc làm sao qua khỏi đầu, bây giờ tuy mặc dầu bây giờ thương anh nhưng mà bây giờ em gì chữ hiếu. Nói thiệt chứ quý vị thương chứ, ba má em từ hồi lớn má em mang bầu thai em là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau 3 năm bồng ẵm, nhai cơm mà lừa thóc, nhai cá mà lừa xương, nuôi con đến lúc trưởng thành em suy nghĩ lắm, anh cũng nói bây giờ làm gì làm em cũng phải vì chữ hiếu. Nói thiệt quý vị, chữ hiếu trả cho cha mẹ, bị gì em cũng nghèo khổ quá thì em không có tiền của, mà em nói thôi bây giờ chữ hiếu không trả cho cha mẹ đi, bây giờ mình có chồng mà khổ mình cũng chấp nhận nữa chứ, bây giờ mình làm sao, không lẽ mình thương cái anh này mà mình nở lòng nào mà mình đi, cũng cha mẹ mình cũng có tiếng tăm lẫy lừng đó, cũng đi cho khắp cả bốn phương ai cũng đều biết ba má mình. Cũng là nói thì quý vị, nói em phải nói ba mình, ba em hầu đó nói thì quý vị, ba em hầu còn mạnh á, ba em tạo phúc đức lắm. Ba em nói cái gì, ba em nói vậy nè: "Có các con ơi, nghe lời ba đi, cái gì tạo đức độ, cái đức độ nó mới bền." Ở ba em có nói vậy, em còn nhớ vậy nè, ba em nói là: "Thích đức thì bền vững thương yêu, thích tài thì trời Phật ổng xử tiêu chẳng còn. Thích đức mới lưu lại cái chữ tôn." Bởi em vì cái chỗ đó mà nó thì quý vị hả, vì em trong tâm em, ba em nói em là cái đầu, nói thiệt chứ bây giờ ba em chỉ dạy em như vậy nữa nè, em nhớ trong tâm em luôn. Nói là: "Con ơi, thí dụ bây giờ nghe lời ba, ra ngoài đường mà thí dụ giờ ai ở gần sớm mà có gây lộn hoặc cái gì, con thí dụ con cũng không biết và không nghe và không thấy, nghe lời ba mình." Nó: "Dạ con dân lệnh ba, con nghe lời." Dầu thí dụ đi ra bây giờ đi mặc dầu em, nói thiệt chứ quý vị, cha mẹ là, nói thiệt quý vị, bây giờ còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ thì như đờn đứt dây. Cha mẹ mình là quý trọng lắm quý vị. Thí dụ bây giờ chồng mình thì ví dụ không yêu thương mình thì thôi, bây giờ tại duyên nợ của mình, ví dụ bây giờ mình trả tới đó, tại vì cái hồi kiếp trước của mình đâu có biết được quý vị.
mình đâu có biết được cái kiếp trước mình phải như thế này, mắc cái nợ chồng như vậy đâu quý vị. Thành ra không có ai biết được ngày mai. Em mới nói em dán thôi, bây giờ nghe lời cha mẹ vì chữ hiếu, em nói tội bất hiếu là tội đứng đầu. Bởi em nói em nghèo, em đâu có tiền của đâu mà để cho cha mẹ, chứ em nói thiệt em hầu ba em còn mạnh, thương em lắm, thương nó tội nghiệp lại kia, thương con thấy nó vất vả khổ cực mà chồng con kiểu vậy đó. Ba em xót ruột nó thiệt quý vị, nói quý vị thương chứ chồng em phải nói với quýnh em mà đến đổi ba em thấy vậy. Ba em nói thiệt từ nhỏ lớn nha, nói thiệt kể quý vị nghe, xót ruột nó chảy nước mắt của quý vị. Ba em nói từ nhỏ lớn, nuôi nó từ nhỏ lớn chứ ba em chưa bao giờ nói nặng em một tiếng mà kêu ba em bằng mày nữa, chứ đừng nói một quýnh em. Cái em nói thiệt chứ em khổ lắm quý vị, mà bây giờ em phải cam chịu, bây giờ em sống mãi không lẽ giờ nếu mà em chia tay ra thì bây giờ con của em thì bốn đứa, mà bây giờ biết sao, ví dụ giờ có mẹ mà không có ba, mà có ba thì không có mẹ. Mà em suy nghĩ quá quý vị, em bây giờ em khổ quá quý vị, thương của em thiệt em khổ dữ lắm. Cái em mới nói nếu bây giờ cảm thấy bây giờ em sống mấy mươi năm quý vị mà em khổ quá rồi, em giờ em thà em cực mà em khổ quá em chịu đựng hết nổi quý vị. Cái xong đồng hoàng em nó lúc đó là em mới nói thôi bây giờ giá này em nhất quyết là em chia tay đó. Rồi ông anh thứ hai em mới nói trời ơi, cô ba mà nói mà được không, em nói thiệt chứ quý vị, tại vì cái nghiệp cái nợ em lúc trước em còn cũng như là em còn thiếu trả đó chứ quý vị, chứ xong đồng hoàng em trả được em mừng. Em nói thiệt bây giờ thí dụ đi, bây giờ em chia tay, bây giờ anh ơi nói với ông xã em, anh ơi thí dụ anh với em nếu mà phải duyên phải nợ thì sống, còn bây giờ nếu mà không phải duyên phải nợ thì đường ai lấy đi, đường anh đi, đường em đi, như vậy chứ đừng có nên quýnh đập hay là chửi bới. Em nói thiệt với em bởi vì em nghe ngại ngùng lắm quý vị, nếu thiệt đôi khi em không có muốn mà đi ra đường này, khi em ngại lắm. Em thấy cuối cùng là chia tay chưa? Chia tay rồi quý vị, chia tay rồi. Nói thiệt quý vị đã rồi mới chia tay được đã rồi luôn. Bây giờ nói thiệt quý vị, bây giờ quay về em nói vậy, anh ơi nói thiệt với anh, bây giờ tiền thì bữa nay em kiếm có ngày mai, còn anh nhớ lại đi, anh nhớ là hồi đó anh đối xử với em, bây giờ anh đã có gia đình khác. Hồi trước 30 năm về trước thì anh là chồng của em, ngày hôm nay á anh là đã có gia đình khác, là bây giờ anh là chồng của người ta rồi, đâu phải là chồng của em. Nhưng mà bây giờ anh về thì bây giờ em không có nói gì giáo em, anh mời em mời anh ra, chứ bây giờ anh ở đây mất công lắm, hồi rồi bà vợ anh xuống này kia nọ, nói thiệt em không có muốn kiểu vậy quý vị. Rồi ông xã em có nói vậy, bây giờ em mấy mươi năm mà em còn giận, bây giờ em quýnh anh đi, xuôi tay cho anh quýnh. Không, bây giờ em không có nói nhiều, bây giờ anh không ra thì đó là tự anh á, chứ em thì em giờ em nói ngọt ngào à, em nói đàng hoàng nghe, chứ không phải là em không thấy bây giờ, tại vì anh đã bỏ em rồi mà chê em là